Hello, xin chào các bạn đến với chương trình Cặp đôi Việt Trung. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về chủ đề cắt tóc. Tóc này lúc trước mình tự hớt nó hơi dài, bây giờ nó mọc ra như thế nào, bây giờ để mình nhờ chị đại của mình vô cắt tóc. Cha cô này cô chị thuộc à? Ui dù. Đây là dụng cụ mới mua về máy hớt tóc trong đời cầm tay. Đây là chị đại nè. Đây là tóc nó tự rớt vô trong đó. Giờ thi vô học hay đã. Ôi dồi, ôi dồi. Thì thật đau. Trong sao? Nó thì tạo tạo sao lại về tóc nó trong máy nó nhiều quá, để đổ bớt đi. Tóc này, nó rớt vô trong đây nhiều quá này. Mà cạo không được cho nên bây giờ để đổ vô thùng rác. Đổ vô thùng rác này. Giờ đổ vô thùng rác. Máy này nó đang nó hút tóc được. Tóc còn dính vô này. Đây, mình rửa được nha các bạn. Lần đầu tiên mình thấy dụng cụ vô Trung Quốc hay là cái gì thực tế đây. Máy tổng đời cắt tóc bằng tay. Không biết chị đại hết trình độ như thế nào nè. Một thằng bị chỗ giao xịn nữa. Họ sang cho các bộ hình mỹ quan này. Tổng thể thì cũng ok ha, em bé mẹ đi kiếm tiền được ha, được không, đi kiếm tiền được không em? Đi kiếm tiền ngon lành đây à. Kiếm tiền được rồi. Chị đã biết nói tiếng gì nha các bạn? Không biết. Thấy không? Biết nói tiếng Việt mà kêu không biết. Chi chẳng chỉ ra. Cắt cho nó bằng rồi. Nhìn sao giống đầu dưa hấu quá vậy. Đúng không? Cảm giác giống đầu dưa hấu không? Wow. Đây là thành quả của chị đại. 60.000. 60.000. Ok. Thì video này là cũng tạm ổn à. Ok.
các bạn nha. Nếu thích video thì hãy cho mình một like và subscribe kênh nha. Các bạn cứ comment mình coi, mình sẽ phản hồi lại. Bye bye.